trở lại với Chúng Ta Có Nhau. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một clip sim nữa. Và nếu như mọi người thích clip này thì mọi người đừng quên nhấn like và sub cho Mèo và Cả Team của Mèo nha. Link channel của Mèo và Cả Team của Mèo thì Mèo sẽ để dưới phần mô tả, và dưới phần bình luận game cũng sẽ có, và cuối clip cũng sẽ có đó nha mọi người. Và cuối cùng là mọi người đừng quên nhấn vào cái chuông để có thể nhận những video mới nhất từ Mèo channel nha. Bây giờ thì chúc mọi người xem clip vui vẻ. Nhớ nhấn vào chuông của Redhood nữa nha. Nhớ nhấn vào chuông, cái chuông nhấn subscribe cho Redhood nữa nha. Nhớ lên mọi người, nhấn đi, nhấn subscribe cho Redhood đi. Xin giới thiệu đây là channel của BD TV. Cũng đi. BD á. Cũng đi. Ê, thưa bạn con đi học nha. Ờ, sáng sớm chó già nằm lên vậy ta. Hello. Hello, sao tướng mày hôm nay bự quá vậy mèo? Ủa, đâu có, mày không sao như thế nào đâu, vẫn vậy mà. Ồ vậy hả? Tại mắt xin to hơn thường ngày nữa rồi đó. Ờ à, ngủ gục đúng không? Ừ. À đúng rồi, tối qua xin... Ủa tối xin đi ngủ chứ tại sao xin lại ngủ gục hả mèo? Nhá. Mèo ngu quá vậy. Ủa mày xin có cái gì vậy? Đây là Kainu hay là ông Kunai đó. Kunai à, trời được không? Ê cái này chứ. Naruto đúng không xin? Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Xin vô xin cho Naruto nè. Ê, bây đi già nào khóc kìa mèo ơi. Ủa sao ông ấy... Ê, ê, ông tiến sĩ ơi, ông tiến sĩ ơi. Chắc là xin nè, ông nhớ không? Chào bác tiến sĩ, bác khỏe không? Ôi, sao mèo đánh bác tiến sĩ? Dạ. Thằng kia quậy bá, cháu ông đi mất tiêu rồi. Ủa, cháu ông là Phoppy á, hôm trước là Phoppy á. À, cái thằng Phoppy, cái thằng điên điên đúng không? Ủa, cái thằng mà chế tạo giống ông á. Cháu ông mất tiêu rồi, cháu ông tìm hoài cũng thấy hả? Ủa, cháu ông đi đâu mà mất tiêu? Sáng giờ thì Phoppy đi học chứ đi đâu? Ờ đúng rồi hả? Có, ông đến trường đỡ thử mấy lần mà không có. Bây giờ cũng tìm thấy đâu hết. Mà sáng ông còn kêu nó đi chơi trên đường nè. Mà sáng nó đi qua bên đường bên bản rồi nó mất luôn rồi. Hả? Ông mới nhặt ra Phoppy cúp tiết á. Thấy ông hết rồi. Chắc Phoppy cúp tiết đi chơi á. À vậy để mấy cháu vô đầu để mấy cháu có gì kiếm giùm ông cho ha. Dạ. Ừ, cảm ơn mấy cháu nè. Ừ. Ráng kiếm giùm ông nha. Rồi để ông. Ê, cỡ mà cháu kiếm được Phoppy trong tiệm net á. Rồi, cháu kêu ông vô ông găng Phoppy nha. Ông phải vô đánh tủi bụi Phoppy trong tiệm net luôn nha. Nó mà ở trong tiệm net là ông phải xử ra chứ. Đi thôi. Kunai rơi. Con đi kiếm nha. Đi đi đi. Ơi, ông đừng có khóc nữa. Cái thằng đó nó chết cũng được nó ơi. Nói gì vậy? Cháu ông nó cũng bất dạy giống ông vậy. Thôi cháu đi học nha. Cháu mới vậy đó. Ê mèo. Hả? Vậy là mèo thấy á là cái thằng Phoppy nó bất dạy hay là ông nó bất dạy hơn mèo? À mèo nghĩ giữa Phoppy với lại ông tiến sĩ ai bất dạy hơn? Cái này khó trả lời lắm nha. Ê mèo. Hả? Vậy xin biết rồi nè. Sao mèo biết sao không? À là tại á ông tiến sĩ á ông còn ông hết được đi học rồi, còn Phoppy được đi học, vậy là ông tiến sĩ bất dạy hơn Phoppy rồi. Vậy là ông tiến sĩ mất dạy rồi đúng không? Ừ vậy ông tiến sĩ mất dạy anh Phoppy. Ờ à, đúng rồi. Tàn tàn ta ran. Tàn tàn ta ran. Tàn tàn ta ra ta ta ra. Tớ tột quần ra. À, có gì đâu. Xin chào mọi người, hôm nay là một buổi sáng thật tốt lành. Ủa xin ơi. Ờ à, quên nữa. Em chào thầy ơi. Em chào thầy ơi. Em chào thầy. Em xin chào thầy. Thầy giữ trẻ ghê. Ở này thầy giáo chứ không phải thầy ơi lộn. Ờ à. Ủa sao hôm nay có ghế trống ra đây ta? À. Ghế này của cái bạn Mát đúng không ta? Ờ à, đúng rồi, cái bạn Mập. Cái ghế này của bạn Mập. Ủa nhưng mà bạn... Ủa mà sao bạn Mập nó mất tiêu rồi? Ủa vậy chắc là... À, Phoppy với bạn Mập rủ nhau đi chơi rồi. Ờ đúng rồi đó. Không biết. Ừ. Chắc Phoppy vừa vô rồi dụ mấy bạn trong trường rủ nhau cúp tiết giống Phoppy nè. Ờ đúng rồi. Vậy là Phoppy mất dạy hơn ông tiến sĩ á. Vậy Phoppy mất dạy tiến sĩ, Phoppy còn rủ người ta đi chơi nữa. Hôm nay Phoppy không đi học là Phoppy mất dạy. Bạn Mập rất là siêng năng đúng không? Ngày nào mình vô lớp mình cũng hay bằng mặt hết đúng không? Mà hôm nay lại cùng Phoppy cúp tiết. Phải anh chuối. Anh chuối về mét mẹ bạn Mát mắt mập nghe anh chuối. Ờ lớp trưởng chả khe đâu. Lớp trưởng chung phè luôn á. Rồi, để không biết bữa nay bữa sáng sao nữa. Ôi mẹ ơi, hả? Có cái gì đây nè mẹ ơi? Có thằng nào đây nè? Đâu? Thằng nào vậy? Ê, xin. Để chạy ra chạy coi. Cái thằng này là cái thằng mà hôm bữa mèo hay ở trong sân sau nhà mèo á xin. Ờ đúng rồi, mèo định kể với xin cái chuyện này. Ủa, đâu rồi? Nó đâu rồi? Ủa? Ôi, xin, nó rồi, nó đâu rồi? Ôi, xin. Ôi, nó đâu rồi? Mèo nói xin nghe cái này. Sao? Hôm bữa. Hả? Cái ngày hôm trước mà mình đi chọc ao cháu tiến sĩ xin nhớ không?
nhớ sau khi đi chơi về á, mèo trở về nhà mèo làm bài tập chứ, nhớ không? Đó. Trời ơi, mèo đẹp thế. Xin tàu lao. Trời ơi, nghe tiếng cái tột rõ ràng trong không khí này luôn nè. Xin đừng có đổ thừa nữa. Mèo cãi thì nghe nè. Thôi đủ rồi nha xin. Sao? Hôm bữa mèo cũng thấy có một cái ông đó đó, cái ông đó luôn đó. Ông cầm bóng bóng, ông đứng sau giường gì đó. À, rồi xin hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Mèo nghe xin nói nè. Hôm nay là có thể là ngày quốc tế thiếu nhi á, trường mướn chú Hề về biểu diễn cho mấy mình coi á. À đúng rồi ha. Ờ đúng rồi. Ôi mèo không nhớ luôn á nha. Ờ vô đi xin. Thôi vô học bài thôi. Ây à. Ô. Ây à, rồi bắt đầu tiết học thôi nào. Mà mẹ không thích mấy chú Hề chút nào hết xin ha. Xin có thích mấy chú Hề không xin? Thích, xin thích Hề lắm. À mẹ không thích mấy chú Hề. Lần trước á, xin đi coi Hề chung với ba mẹ, có chú Hề móc cái mũi xong mỏi vô miệng á. Xin làm gì? Xin tính bắt chước học theo mà ba mẹ xin không có cho. Thôi đừng như vậy. Ghê lắm xin ơi. Xong mèo không học mà mèo lấy đít bò anh bà nghe mèo. Đít chửng chuối chửi mèo kìa. Ờ mèo lết xuống này, Ờ ok mèo lết xuống này. Mèo ơi, về tí nữa hồi nữa xin qua xin rủ mèo đi chơi nghe. Để về xin cất cặp cái xin rồi lấy trái banh nữa. Ờ ok. Ủa xin có banh rồi. Ờ quên, trái banh kia kìa, trái banh này nó xẹp hơi rồi, xin vô xin bơm lại. Trái banh này nãy xin đâu có dám đem vô lớp đâu, xin xả hết hơi ra xin mới nhét vô cặp được á. Ô ghê ta, anh cái sĩ ra mất tiêu rồi xin à. Ờ chắc ông đang đi kiếm cháu của ông á. Để mèo cắt cặp rồi mèo qua nha xin. Ờ từ từ nha, xin đi vô bơm banh nha. Mẹ ơi nay trong lớp còn cấp học mẹ ơi. Về mét mẹ nó đi mẹ ơi. Hey, đi ra xem đồ khô chưa ta. Ô ô wow. Chắc là ba vừa về, ba dựng cái này lên cho má mi chơi. Ơ cái này mèo chơi cũng được nè. Ngồi cũng được dữ quá. À đúng rồi, mình qua mình rủ xin cái gì qua đây ngồi chơi. Ô trưa nắng mà qua đây ngồi uống một nhâm nhi một vài ly nước thì sẽ rất là ngon. À cái này sao mẹ treo chỗ này không biết nữa. Đi thôi. À thôi mẹ con qua nhà xin chơi xíu nha. Chắc xin đang chơi bóng rổ. À đúng rồi luôn. Xin kìa. Xin. Ủa xin đang làm gì vậy? À xin chào mèo. Hôm nay xin vừa nghĩ ra một trò mới nè. Trò chơi là lấy trái banh á, kẹp vô hòm thư xong rồi đóng nắp hòm thư lại cho trái banh nó bị ép lại. Ú, ý nó không được. Ú, đó xin xin này nè, bỏ gì mà mèo gạt cái cần cho. Không mẹ, xin này gạt cái cần lại cho. Trời, xin rồi, à. Rồi luôn. Bỏ lại. Mẹ sao mẹ chửi xin ngu? Không được, rồi, không được rồi. Không nhập lép trái banh rồi. Rồi xin làm gì? Ấy á, chết. Chà, gớt trái banh rồi. Lượm lại đi. Ờ, để xin đi lượm nha. Ấy da, sao trái banh nó rớt xa hơn nữa rồi. Ây da, nó rớt xa đi luôn. Trái banh nó rớt hoài mèo ơi. Xin điên quá. Ây da, ây da rớt hoài luôn. Ây da, rồi rớt xuống cống của con mặt. Con nào rồi? Chào cậu bé. Ừ, sao? Chào ông già. Muốn lấy lại trái banh này không? Muốn. Mèo ơi, ơi con mặt nè. Thiệt xuống là trả banh không? Ủa? Dưới đây có nhiều banh và chỗ chơi lắm. Xuống đây rộng đủ để chơi nè. Ở xin đang nói chuyện với cái ông chú Hề dưới này nè. Hả? Xin điên à, làm gì đúng rồi. Có chú Hề. Lại đây nè. Có lại đây coi nè. Đâu? Lẹ lên. Thế chú Hề, ủa chú Hề đâu mất tiêu vậy? Đây nè, chào cô bé. Ủa, tiếng ai nói vậy xin? Có tiếng gì dưới kìa, mèo nghe không? Nghe chứ nhưng mà, ủa sao cái banh? Rồi xin làm cái banh rớt xuống tới dưới luôn hả? Ê, xin xuống xin lụm nè. Xin. Cống dơ lắm. Wow, ở dưới này có cái cống nè, có cái cống dưới này nè, cống bự lắm. Cống hả? Bự lắm hả? Xin lấy cái banh để khác rồi xin đổi trái banh thì không thấy xin luôn á. Xin mèo muốn xuống khám phá trái banh với cái hang mà có trái banh dưới này với xin không? Ồ. Cái cống nè. Muốn chứ. Cái cống mà sạch không dạ? Thơm lắm. Ê lộn thối lắm. Lộn. Ê thơm đi đâu gớm lắm. Thôi đi với xin để xin kiếm cây đèn pin đây. Ồ. Ủa mà xin. Lúc nãy xin nói gì vậy? Sao? Nói chuyện với chú Hề, hình như dưới cống của chú Hề á, để đi thăm chú Hề, thăm nhà chú Hề. Chú Hề nào ở dưới cống, xin bị điên hả? Ờ, hình như là chú Hề nào dưới cống ai biết, mà kệ xuống thăm người ta, mình ta lịch sự, nãy ông đòi trả trái banh cho mình nè. Hả? À, là ông lụm trái banh lịch sự ở nhà. Ờ, để xin kiếm đồ, xin lại, chắc ông ngại mèo á, để xin kiếm đồ, xin lại xin biếu ông luôn. Mẹ ơi, hôm nay con lại nhà chú Hề chơi nha, nay con lại nhà chú Hề chơi nha mẹ. Mẹ ơi, con ăn cơm chưa hả? Con ăn cơm rồi. Mẹ hỏi mà nhiều quá thôi, con đi kiếm cái bánh, con đi kiếm bánh lại nhà chú Hề ơi. Biếu cho chú Hề luôn ở đây. Mẹ sẽ cho chú Hề trái cây. Đưa trái cây. Ok. Mẹ dẹp trái cây ở chỗ khác coi. Xin bỏ cái đó là chỗ khác đi.
xin nốt chúng cục đàm rồi. Xin ăn kẹo nè, xin lấy kẹo của chú Hề á, xin ăn mà sẽ nhà xin nốt chúng nguyên nhiều nhiều. Xin giữ nghe ghê quá xin này. Đây, mẹ sẽ cắt kẹo vô. À để kẹo đây đi. Để xin lấy đạn ná theo nữa. Chị ơi xin. Coi chừng chú Hề bị BD giống Minh Béo. Mẹ xin nói nay ra đường cẩn thận mấy thằng Minh Béo. Mấy thằng mà bị bệnh giống chú Minh Béo á. Ê mèo cũng cầm theo đi cho an toàn nè mèo. Đúng rồi ha. Coi chừng nha. Ai đây để xin lấy đàn cày cho mèo nữa. Mình đâu thấy nào mà thấy người lạ mà mình không ấy đâu hả xin ha. Mình phải đề phòng chứ đúng không xin. Mẹ xin nói là không có được đưa mông cho người lạ sờ. Đưa mèo đàn cày đi. Người lạ mà. Đó, người cái đó đèn pin chứ đèn cày gì, mèo bộ mèo điên quá. Rồi ok. Đi thôi xin. Ông Bala chì bùa trời hết mưa. Ông Bala chì bùa trời hết mưa. Hết mưa rồi cả. Xin coi dự báo thời tiết kỹ ghê ha. Xin giỏi lắm á, đừng có khinh thường xin nha. Hôm nay xin đem sữa tinh trùng bò xuống cho mèo uống. Tinh trùng. Ê lộng, sữa tiệt trùng bò chứ. Sữa bò tiệt trùng. Rồi cho cái chú Hề gì mà của xin gì mới gặp đi. Cho bạn Hề của xin đi. Mèo không cần cái thứ đó đâu. Nè đi xuống đây, mèo muốn uống sữa tiệt trùng của bò. Đợi mèo xin đợi mèo. Ủa cống này cũng có đèn quá hên quá. Ở dưới đây có nguyên cái cống luôn hả xin. Mẹ ơi. Hả? Xin mới lọt cái bụng của mình xuống cái nước cống này nè, mẹ thử thử coi. Thôi xin tránh xa mẹ ra, tránh xa mẹ ra. Ây, hay là bây giờ xin tột quần ra xin đi xuống đường nước cống này cho mát không? Thôi khỏi đi xin. À đi hướng này xin ơi. Ồ đẹp quá. Hướng này nè mẹ ơi, hướng đó làm gì có đường. Ồ hướng đó bích được. Mèo lại quá. Ôi, đi thôi. Đi. Ủa mà cái cống này dẫn tới đâu vậy xin? Mà bạn xin không biết nữa. Xin nghe tiếng gì không? Nghe tiếng hình như tiếng cười á. Ấy hình như này tiếng địch của chú Hề á. Tiếng địch của chú Hề á. Ôi xin. Chắc chú Hề đang mắc địch á, đi theo dí theo tiếng địch của chú Hề nào. Đợi mèo xin nên có đi bỏ mèo. Ôi mẹ ơi sao nó gian dở như thế hả? Xin. Chú Hề này địch dữ vậy? Đi. Xin không được bỏ mẹ đi một mình như thế. Tí gì vậy? Tí gì vậy? Đi. Chú Hề này địch quá. Xin. Ê, phía trước là lối ra kìa mèo. Ủa? Phía trước có ánh sáng kìa. Đâu, có lối ra chưa? Xin thấy rồi, chạy theo xin. Ồ. Xin, cái cống này dẫn tới cái đường này nè xin. Ờ, đường rồi, đúng rồi, đi thôi. Đi lên coi ra. Ủa? À, thì đây cũng là một cái cống khác. Ủa, nhưng mà cái cống này dẫn. Ồ. Căn nhà kìa. Ủa mà sao căn nhà này nhìn u ám quá vậy mèo ơi? Ủa sao mà? Xin không muốn vô đâu, xin không muốn vô đâu. Nhìn nó kỳ kỳ á. Ôi xin. Xin không muốn xin. Vô đâu mèo ơi. Xin không muốn vô đâu, xin không có muốn vô. Đợi xin. Xin. Ủa sao? Gì? Mèo thấy có một cái bóng ma nó bay vòng vòng xin á. Sợ phải cái lộn xin sợ phải đạn, cái lộn xin sợ quá. Ủa xin vô trong mẹ như vậy? Xin hít. Có đống lửa nè, ấm quá à. Xin không có đi đây cấm trại đâu xin. Ồ. Cái căn này này nhìn sao kỳ quá xin. Hình như có cái chuông nè. Có chuông hả? Có chuông được. Bấm con. Sao nhắn nhện không? Bấm cả? Rồi. Ủa gì quá. Lấy nhắn nhện luôn. Sao xin lại dọn nhà giùm nhà người ta? Thôi hôm trước mình cũng dọn giúp nhà một ông già rồi. Biết đâu ở đây hôm nay có một bà già. Mình sẽ qua đây làm mai ông già đó với bà già. À ha, đúng rồi. Dù sao thì mấy căn nhà. Bà già ơi. Vô. Ôi, sao ai đóng cửa vậy? Xin đóng cửa xin. Xin không biết, trời ơi, xin không biết. Cái gì vậy xin đây? Tiếng gì vậy? Ủa cái bản đồ. Ôi, có cái dao cắm vô cái bản đồ gì kìa. Tại sao hả? Xin biết không? Xin không biết. Ôi, trong đây có cái gì nè mèo ơi. Wow. Có cái rương kìa. Chạy vô mở cửa, mở cái rương ra coi. Cái rương hả? Cái rương là đựng cái gì vậy ta? Xin không biết. What? Cái gì vậy? Mèo mất tích. Hả? Xin. Để mèo coi. Sao? Ngày 4 tháng 11 năm 2017, người mất tích, mèo xanh, giới tính nữ, tuổi 7 tuổi. Lần cuối cùng nhìn thấy ở căn nhà hoang cuối phố. Xin. Hả? Xin đào hổ đi. Đây. Ủa cái gì thấy ghê quá vậy? Cái căn này phải là căn nhà hoang cuối phố không xin? Phải. Ủa, hôm nay là ngày mấy vậy xin? Xin không biết nữa, hình như hôm nay là ngày này luôn nè. Hôm nay là ngày 4 hả? Đúng không? Đúng ngày 4 không? Đúng rồi. No. Ôi.
không 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 không, chắc chắc ai đó đang trêu mày thôi đúng không? Xin trêu mày đúng không? Xin sắp đặt sẵn chuyện này. Ồ, cái nóc nhà này bị lủng à? Xin đâu có biết đâu. Thôi sao trời còn mưa nữa vậy? Ở đây có cái quan tài nè. Ai trong quan tài vậy? Ôi, chỉ ra hóa trang Halloween thôi đúng không? Ở đây có chỗ đi vô nè. Ồ. Wow. Cái phòng gì to quá xin. Wow. Xin cũng không biết nữa. Ôi, xin. Ở đây có cái quầy phục vụ nữa nè. Có quầy phục vụ hả? À, cái này chắc là cái nhà hàng rồi xin ơi. Đúng không? Ngồi xuống mèo ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống xin, Ở đây mát mát sao mèo ơi? Cho tô hủ tiếu, cho xin ăn gì xin. Ủa đem bật kê, đem bật kê. Chào mừng đến show diễn của Benny Hoài. Các ngươi có thích show diễn hay không? Ông này là cái ông trả banh cho mèo á. Ta là chú hề, nhảy nhót đi. À, xấu hay không? Mèo, ông này là cái này ông sẽ làm ngươi đẹp hơn. Cái giáo kìa, có cái giáo kìa. Chạy, 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 chạy. Ở đây đường, chạy lên lầu. Ở đây không có đường, đây bích đường rồi mèo ơi. Đi, 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 đi. Ông được theo kìa, chạy. Còn con. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mèo nghe tiếng gì không mèo? Có nhưng mà sao không biết. Có ai không? Cứu tôi với. Ê, Phát Bi. Hay, Phát Bi kìa. Phát Bi. Cứu tôi. Đi về nè, Phát Bi. Ai? Ai à? Ui da. Đau quá xin ơi, lùi lùi, gãy móng chân luôn rồi xin. Ok ok, ổng kìa mèo ơi. Ổng kìa. Chạy chạy chạy. Chạy. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Ổng có đập cửa rồi. Xin nó ơi. Mấy nè để xin coi ở rồi. Ôi, ổng kìa. Chạy đi xin, chạy đi xin. Chạy đi. Chạy. À, kiếm được ra mèo ơi. Ơi xin mắc kẹt ở đây rồi. Chạy ra mèo ơi. Chạy. Trời ơi, xém nữa thì bắt được rồi. Ôi, cái ông già điên, tại sao ông dí tụi tôi? Ông đâu rồi xin? Ôi, Phát Bi đâu rồi, Phát Bi đâu rồi? Ủa mèo không kêu Phát Bi đi theo hả? Có, mèo kêu Phát Bi mà lúc nãy tự nhiên bị cái gì á, rơi xuống cái đau muốn chết luôn á. Ủa sao cái chỗ đó lại sập xuống vậy? Đó. Sao xin bị té, dập đứt xin rồi? Ôi, mèo gãy móng chân luôn nè xin. Ôi, chạy ông nữa kìa mèo ơi. Sao? Sẽ là các ngươi. Ôi, chạy đi mèo ơi, chạy đi. Trời mưa rồi, ôi cái này mẹ về, mẹ xin quýnh chết luôn, chạy đường này nè, đường này về nhà nè mèo ơi. Ôi ghê quá à. Ôi vậy là mình biết nói với bác tiến sĩ sao giờ? Trú vô đây đi. Có thể là sao? Ổng bắt cóc Phát Bi á, xin thấy không? Phát Bi nó ngồi nó khóc đúng không? Đúng rồi. Ồ. À vậy chắc là đó là một cái ông già xấu xa bắt cóc rồi. Mình sẽ báo công an hả xin? Đúng rồi. Ừ, báo công an mới được. Ừ, đúng rồi. Ôi, để về báo công an, về nói mẹ báo công an, mét bác tiến sĩ lẹ lên. Ủa, xin, đi. Ghê quá à. Sao? Ê mèo để ý. Ừ, căn nhà đó ghê quá à. Bây giờ để ý mới thấy nha, cái căn nhà này như gương mặt luôn á, chứ để ý thấy gì không? Thấy, mà mèo ơi, sao mèo lại đứng ở căn nhà đó hoài vậy? Ôi, mèo. Về lẹ thôi. Mình phải nhớ địa điểm căn nhà để mà mình về mình chỉ công an chứ đúng không? Ừ, đúng rồi á. Ôi, xin dầm mưa, cảnh luôn.